Xin chào các bạn, mình là Hương đây. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục series thử thách đồ ăn theo mệnh giá tiền các bạn nha. Luật chơi ngày hôm nay sẽ là mình sẽ tổ chức 7 vòng thi các bạn ạ. Đấy, mỗi vòng thi chúng ta sẽ bốc thăm các bạn nha. Bốc thăm vào mệnh giá tiền nào thì chúng ta sẽ phải ăn đồ ăn tương đương với mệnh giá đó các bạn nhá. Ví dụ như là 10.000 sẽ là 10 điểm các bạn ạ. Đấy, 1.000 sẽ là 1 điểm, hiểu chưa? Hiểu. Đấy, 500.000 sẽ là 500 điểm. 500 điểm. Đấy. Các bạn ơi, ví dụ bốc vào đồ ăn 10.000 các bạn ạ mà chúng ta không ăn được các bạn nhá. Vừa bị trừ 10 điểm lại bị úp một cái bánh kem vào mặt các bạn ạ. Hiểu chưa? Ê, bẩn lắm nhỉ. Đó. Và các bạn ơi, 7 vòng thi các bạn nhá, ai là người nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng các bạn ạ. Yeah. Và phần thưởng cho người chiến thắng sẽ là 500 đô các bạn nhá. Yeah. Ok. Đấy, còn hình phạt các bạn ạ, dạo này miền Bắc Bắc bọn mình đang lắng ba mấy độ C bạn nhá. Tí bọn mình sẽ bắt đứng chân đất ở ngoài trời lắng sân bê tông 5 phút các bạn ạ. Yeah. Cho nên là phải cố gắng nha, không có hôm nay phạt rất là nặng các bạn ạ. Hiểu okay. Chưa? Hiểu rồi. Đấy, đồ ăn mình đã mua sẵn ở đấy hết rồi các bạn nhá. Đấy, quy định những cái giá tiền ở trong đấy hết rồi các bạn ạ. Đó là về mặt đồ ăn các bạn nhá. Đấy, hiểu chưa? Hiểu. Các bạn thấy video này của mình hay, nhớ like và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhá. Còn bây giờ người chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Let's go! Rồi, người chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Đấy, thì bây giờ bốc thăm mệnh giá tiền của mình nhá. Nhường. Đóng cái... Dù dễ các bạn! Đóng cái 500.000 nhỉ? Chứ ăn này 500 điểm. 500 điểm là con lợn quay vào người em ạ. Rồi. Ui. Các bạn ơi, mình ít quá các bạn. Mình có 1.000. Bỏ hắn ra. Các bạn ơi, có đúng 1.000 các bạn. Các bạn ơi, 500 gram các bạn. Các bạn ơi, 40.000 các bạn ơi. 100.000 các bạn nhá. 40.000. 40.000. Ok. Rồi, các bạn ơi, ai cũng chọn được mệnh giá tiền rồi các bạn nhá. Đồ ăn mình đã có sẵn rồi các bạn ạ. Thì bây giờ sẽ đến 3 mở ra các bạn nhá. Rồi. 1 2 3. Quả chanh các bạn. Chua lét. Quả ớt các bạn ạ. 500. Vài 100 cái bánh to khủng lồ à. Các bạn ơi, 4.000 của mình được một hộp thạch các bạn ạ. Các bạn ơi, này. Sao? Rồi mày em ăn hết. Quả ớt này 500 này cho mày gần này ảnh. Đấy, cái gì? Rồi mày em ăn hết quả ớt này. Rồi. Trong mày em cho mày nhiều không? Được. Thì đương nhiên em ăn hết. Nếu người chơi chúng ta ăn hết đồ ăn các bạn ạ thì sẽ cái tiền ở trong lì xì đấy sẽ được cầm lại các bạn nhá. Ví dụ như Bách ăn hết quả ớt đấy thì tính là 0,5 điểm. Hiểu chưa? Bởi vì 500 kem mà. 1.000 là được. Mấy bạn nhá. 1.000 điểm. Mấy bạn nhá. Rồi. Được kem được tận 100 điểm. Thế mình kém cường là 99 điểm à. Rồi. Kém gần vậy xa. Ok. Con này ngon mai các bạn nhá. Đây không bạn này bị hoa quả các bạn ạ. Thơm vào đấy. Mình mời các bạn nhá, mình cậy cái đầu này các bạn. Rồi. Sao đây Bách? Bánh thơm thật các bạn. Cay anh ạ. Cay đúng không? Đấy, nếu không ăn được thì chua hạt các bạn. Có bỏ hạt không? Không bỏ hạt. Yeah. Đấy các bạn ơi, nếu mà không ăn hết các bạn ạ, được phép bỏ cuộc và bị trừ điểm và úp cái bánh kem vào mặt. Âm hỏi nhóm. Chứ điểm nào âm hỏi. Hỏi nhóm. Cố lên. Đấy, nhanh lên cho hết đi Bách. Xong. Mình hết luôn các bạn. Rồi, anh Hoàng hết rồi các bạn nha. Cái bánh mình to thật sự luôn các bạn nha. Ok. Cái chai này các bạn ạ, nó vị nhiều vị lắm. Hoa quả dứa rồi, dâu tây rồi, cam các bạn ạ. Chuối, ủy ăn thơm. Cố lên. Ăn cái bánh này lâu rồi các bạn. Khiến các bạn gương các bạn ạ. Các bạn ơi, hộp này còn hình con gấu này nhỉ. Ăn nhiều bánh. Rồi. Đấy. Cái không mồm. Mình nuốt cái rồi là nó chua quá. Mình ăn xong rồi các bạn, mình lấy làm gì anh? Mình đút tiền vào túi nha các bạn nhé. Đấy, 500 có thì đút các bạn nhỉ. Rồi. Nhưng mà 500 này hết đi thì mới được đút tiền các bạn nhỉ. Rồi, không ấy, có mà có cái gì anh nhỉ? Cái gì chứ không có ấy. Đấy. Cường được 100 điểm các bạn ạ. Sướng phết đấy các bạn nhé. Tương đương với đồ ăn khá là to các bạn nhá. Cố lên. Ué. Nếu không ăn hết các bạn ạ, nếu Cường không ăn hết cái bánh này thì sẽ bị trừ 100 điểm. Ê, ngon đấy. Âm 100 điểm các bạn nha. Thế cứ bằng nào được. Đấy, các bạn ơi. Các bạn,
này đường 500 điểm nhỉ? Bách đồ ấy. Vòng 500 điểm thì thôi. Các bạn ơi, nước của bạn Đường, của bạn Cường ăn ngon đấy. Rồi. 100.000 cái bánh này hết đâu. Chua thật các bạn, mình phải làm một tí ruốc các bạn nhá. Thạch vàng này vị cơm xin thơm nhá. Nữa đi. Thôi làm một tí rồi chua mồm. Đúng rồi, cái ấy chua ấy. Chua quá. Đấy. Cường cái bánh này khá to các bạn ạ. Sướng nhất vào đâu. Ăn như thế mát. Mình sẽ được 3-4 cái này các bạn nhá. Đó là dễ ăn nhất các bạn. Nhưng mát. Mát. Mềm. Mềm vậy nhá. Bây giờ mình là ăn được tí chanh mà bây giờ chua ghê răng các bạn. Học hết chưa? Rồi học hết được các bạn nha. Không nhỉ? Đấy. Tiền của trong cái lì xì đấy sẽ thuộc về Hậu các bạn ạ. Hậu có được tận 40.000. Hoàng nhỉ. Ok. Đấy. Mấy em đỏ thật các bạn. Anh Hoàng sẽ được hai được 1.000. Được 1.000 một điểm các bạn nhá. Được mỗi một điểm các bạn. Mình nhận 0.5 điểm. Rồi. Ngon thật các bạn ạ. Cái lọ này đáng yêu các bạn nhỉ. Lọ này mang đựng mì chính một canh. Quá tuyệt vời luôn. Các bạn ơi, thế là còn 6 vòng các bạn nhá. Hôm đấy để đựng tiền được hả? Cười. Nào từ cuối trận được đầy hộp tiền đấy. Đúng rồi đấy. Rồi. Ui, nó ngon các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, cái bánh này của Cường là bánh trứng muối bông lan. Trứng muối bông lan. Ngon đấy, bánh này ngon. Ngọt đấy ạ. Hả? Ngọt quá. Ngọt béo. Ăn ngọt mới béo các bạn nhỉ. Cường đã thấy hơi gầy. Ngon đấy. Các bạn ơi, Cường gầy, Cường có 83 cân thôi đúng không? Không, xuống 75 rồi. 75 rồi à? Thế có 75 cân. Rồi. Anh thêm chưa biết. Vẫn may vất vả các bạn nhá. Đấy, giờ này ngày mùa nắng lôi các bạn ạ. Đèn. Nốt đi. Cường anh. Từ từ các bạn nghe. Thế này mà Cường vào xong 100.000 là chắc ảnh các bạn ạ. Đấy. Bây giờ Cường không ăn nữa thì có thể là chịu thua. Ăn kem. Ăn kem nhá. Ăn kem ủ 100.000 ví dụ nhá. Thôi nhá, ủ nhá. Hả? Ủa nhá. Thế mất 100 điểm thì có 3 giờ gỡ được. Các bạn nhỉ. Dạ. Chứng tỏ một điều rằng các bạn ạ, đừng nên bốc lại nhiều tiền càng chết. Cái đấy là do nên bạn đưa đùa bạn nhá. Bốc vậy. Ít nhất được trước. Theo như mình cứ bốc độ tầm 4-5 nhá. Okay. Ok, đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu cộng điểm các bạn nha. 100.000 đấy sẽ thuộc vào Cường. Các bạn ơi, Hậu được 40 điểm các bạn nha. Đấy, Bách được 0.5 điểm các bạn ạ. Bách kéo mình là 95 à 95. Anh Hoàng được 1 điểm các bạn nha. Kém. Cường được 100 điểm. Mình kém, kém Cường tận 99 điểm ạ. Đấy các bạn ơi, ok, vòng thứ hai các bạn nha. Rồi, vòng thứ hai sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ bốc thăm nha. Ok. Wow. Đấy. Chiu chiu chiu. Họ xuân 50.000. Họ bao nhiêu? 50.000. 50.000 các bạn ơi. Chết rồi. Mình 30.000 các bạn. 30.000. 30.000. 20 các bạn ơi. 20.000. Ôi mình 10.000 các bạn nhá. 10.000. Ok. Đấy các bạn ơi, đồ ăn đã chuẩn bị rồi các bạn nha. Đến đến 3 mở ra nha. 1 2 3. Wow. Wow. Của Hậu nhờ. Wow. Các bạn ơi, 50.000 cho quả dưa hấu tôi anh. Đấy, 50.000 đấy. Wow. 20.000 thôi nha. Quả dưa rẻ không? 10.000 các bạn này. 20 các bạn nha. 30.000 các bạn nha. 30.000. Thế Hậu ăn tiếp hay đi tiếp hay là dừng lại nhờ? Anh ơi, khả năng là em chơi ấy rồi, em úp bánh kem vào mặt thôi. Rồi. Để em giữ lại bụng em còn ăn cho bằng sau. Đấy, nếu mà em sẽ bị trừ mất 50 điểm. Ok, em chịu. Rồi. Các bạn ơi, mình sẽ để bụng các bạn nhé, để ăn vòng sau. Chứ bây giờ mình ăn quả này mình lo. Còn 5 vòng nữa Hậu chôn không thi được tiếp các bạn ạ. Rồi. Ok, đấy. Thế Cường lấy bánh kem đi. Hậu mà ăn được hết quả đấy nhá, cứ vòng sau bốc cái gì bị trừ đấy. Rồi. Cường úp đi. Vớt mặt đi, vớt mặt đi. Các bạn ơi, khép ra cái đá đây đến hết vòng anh nhỉ. Đấy, bây giờ đấy, đến vòng vớt ra để nhìn đấy. Vớt hết á? Vớt ra để nhìn đấy. Nói chung là vớt ra làm sao để đến nhìn thấy là được. Rồi. Ui. Ok. Bắn kem rồi các bạn. Rồi, Cường. Ăn đi. Đấy. Cường ăn cái đấy như thế nào? Ăn giòi là mát quá ạ. Anh ấy không có dao cái bổ à? Cái thạch đá cũng mở mở các bạn ạ. Thế mà bà nào vẫn nhìn thấy.
Chết rồi, chết rồi. Rồi. Anh quay ở đây có khi roi mình ngon nhất các bạn. Đấy, họ bị trừ mất 50 điểm các bạn nhá. Roi của bạn ngang với ớt chuông rồi, nhớ bao nhiêu? 40 điểm. Âm 10 điểm. Đấy, họ âm 10 điểm các bạn nhá. Không sao các bạn nhỉ, biết đâu tinh vòng sau mình lại may mắn các bạn nhá. Đâu. Rồi. Cái này nó còn 5 vòng nữa cơ mà. Ok. Đấy. Mày ăn ớt chuông nào? Ớt chuông thế nào? Roi nào? Mát đấy ạ. Rồi. Ba ơi, roi mình nhá, ăn nó mát rồi nó ngọt ngọt đó. Ăn cực kỳ thích mới thích hợp với mùa hè. Đấy. Mình còn mở một lớp thạch nữa hết các bạn nhá. Hậu mát nhất các bạn ạ. Quá hè này nhầm. Rồi. Không sao. Ok. Đấy, hậu dùng chiến thuật các bạn. Nếu hậu ăn hết quả này thì chắc chắn là hậu vòng sau sẽ không ăn được nữa. Đúng rồi, là mình đã thua các bạn. Rồi, cường hết các bạn nhá. Đấy. Cố lên. Mình cậy cái lít rồi nha các bạn nhá. Rơi ngoặt thật đấy. Rồi. Cố lên. Hơi bẩn đấy em nhỉ. Đấy. Đấy. Là mát quá. Rồi, tôi này mình ăn nó là ba cái nữa rồi các bạn. Các bạn ơi, tôi cái trò này hay mình hay và vui các bạn. Hay rồi. Hợp đấy. Các bạn ơi, mình ăn xong rồi các bạn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ rút ngân phiếu ra nha các bạn nhá. Rồi. Các bạn ơi. Mình đang dẫn đầu lần đua các bạn ạ. Hơi buồn cuộc chơi này. Ok. Wow. Có ngồi đủ không anh nhỉ? Em cho em đi rửa mặt đấy. Rồi ok, Hậu đi rửa mặt đi. Là mình đi rửa tay nhá. Lúc úp mặt bạn Hậu cái là bẩn cả tay luôn. Đấy. Anh Hoàng hết rồi, bách hết rồi. Rồi đâu rồi? Đây rồi. Đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, mình ăn xong rồi các bạn. Bây giờ đến công đoạn đút tiền vào túi các bạn nhá. Rồi. Xong rồi mình cầm đoạn túi. Ok. Vòng tiếp theo các bạn nhá. Yeah. Rồi các bạn ơi, vòng thứ hai Hậu bị trừ 50 điểm. Âm rồi. Hậu âm rồi các bạn nhá. Hậu âm 10. Bách cộng với lại bao nhiêu nhỉ? 20. 20. Anh Hoàng cộng với bao nhiêu nhỉ? 30. Wow. Cường cộng với lại 10. Ok. Cường còn dẫn đầu. Vòng thứ ba các bạn ơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vòng thứ ba các bạn ạ. Đấy, bốc thăm đi. Bốc đi. Thôi Hậu bốc đi. Để đèn không các bạn nhá. Đấy, cái là chả được. La mình một cái nhá. Ê anh thì chúng bọn rồi. Cái nào. Chết rồi. Ê anh thì được bao nhiêu? Bách bao nhiêu? Hậu bao nhiêu? Các bạn mình có được 10.000. 150.000 các bạn nhá. 150.000. Quá đi này em ạ. 25. Các bạn ơi. 25.000. Các bạn mình được có mỗi 10.000. 10.000. Bách bao nhiêu? 30.000 các bạn ơi. Ok. Rồi, sẵn sàng chưa? Mở ra nhá. 1, 2, 3. Đấy. Các bạn ơi, chai nước to phết các bạn. Quá đẹp. Của Hậu là 25.000. Các bạn mình không biết thịt gì đấy các bạn. Đây này các bạn này. Chân giò xông khoái. Chân giò xông khoái các bạn nha. Ngon đấy, của Cường ngon đấy các bạn. Bách là bim bim. Nước cam em thôi nha. Không các bạn ơi. Có em 25.000 to đấy anh. Thì chai này 25.000. Chai đây Coca đây chả 25.000. Tiếp 2 lít rưỡi các bạn ạ. Đấy. Hậu này rất đen các bạn ạ. Wow. Cắn hộp lên. Làm hộp lươn các bạn nhá. Đấy, Hậu ta đồ to các bạn ạ. Wow. Ai da. Ngon đấy. Ngon đấy các bạn ạ. Mình mời các bạn uống nước nhá. Rồi. Cường cái ra cũng đỏ nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Cường mà ăn hết cái này là 150 điểm, cộng vào là 206 bạn ạ. Dã man. Nhưng không ăn hết thì cũng bị trừ bạn nhá. Không ăn hết trừ là hết rồi âm cơ. Các bạn ơi. Của Cường ngon rồi. Của Cường ngon nhưng mà không đơn giản đó bạn ạ. Đó là cả một cái chân giò bạn nhá. Thơm hết đây nhỉ. Đấy. Sật luôn. Cố lên. Anh ơi. Sao? Có khả năng em lại úp pha nữa thôi chứ em. Rồi, thế Cường lại làm nhiệm vụ úp. Nhưng mà em mà uống hết chai này là tí là em không thi được các vòng nữa. Đấy rồi, ok. Thế chị đẹp thật sự luôn anh em ạ. Thế lại úp đi đi. Anh em ăn chết nhỏ. Đấy các bạn ơi, Hậu lại úp nha. Cường lại hộ Hậu ấy. Không, rồi.
Rồi. Rồi. Tự mà vuốt ra để nhìn thấy hai mắt được. Đấy là tùy em. Đấy các bạn ơi. Cố lên. Đấy. Chúc mừng cười thật các bạn. Cười không ăn được thì chịu thua nha. Không được ạ. Ngon. Rồi. Không biết sáng nay mình hậu chôn đi đường gặp ai không lại nhỉ? Vẫn đen hết nhỉ? Cố lên. Đấy. Cô Bách nhìn cũng ngon các bạn. Đấy chân giò các bạn này. Đây là chân giò sông khói các bạn nhá. Thơm thật sự vừa bạn nhá. Đấy. Đây à, các bạn được ăn mình úp bánh kem này chơi được. Đấy, Cường cứ cố lên. Rồi các bạn. Rồi. Phết đấy, bánh chai nước này. Chai bao nhiêu, 1 lít à hay là bao nhiêu nhỉ? Đấy. Chai 600 ép các bạn ạ. 600ml 10.000 các bạn nhá. Và đang lại ngồi độ này mình làm trò cười rồi chơi. Hậu các bạn ơi. Cố lên. Mình uống hết chai Coca này, khả năng vòng sau mình không chơi được các bạn. Đấy, chai nó to quá à. 2 lít rưỡi. 2 lít 25. Ừ, 2 lít 25. Rồi. Về. Quả dưa hấu thì chai này mình ăn hết. Ui. Trả được bao nhiêu điểm? Đấy, cứ ăn cái đấy thế nào? Nó dai dai, nó thơm, thơm mùi khói. Thơm à. Giờ nhìn ngon thật bạn, mình nhìn thèm cháy nước miếng. Nhưng mà nửa cân chỉ đấy các bạn ạ. Rồi. Nửa cân cơ. Nửa cân anh ạ. Ui. Đấy. Đây. Ăn một cái lừa gần nạng. Ờ. Rồi. Cường bảo lừa cân không phải các bạn, mình nhìn thấy có lửa lạng, à quên năm lạng các bạn. Nhớ kêu lửa cân nhỉ. Điều. Đấy. Bắt anh ấy đi. Không ăn được thì lại úp bánh kem vào mặt. Nở kế. Đấy, thế là 3 vòng rồi các bạn nhá, còn 4 vòng nữa các bạn ạ. Nếu ai cảm thấy nhiều điểm rồi thì có thể dừng. Cường có thể dừng được. Đấy, nói mình đấy, nói đùa các bạn ơi. Mình không có dừng đâu các bạn ạ. Đấy, cứ phải chơi hết mình các bạn ạ. Không ăn được thì cứ úp bánh kem thế thôi. Không dừng nương chừng à? Đấy, đúng rồi. Cái này bốc vào 500.000 được. Thì Cường ngon. Chửi phát hết. Như các bạn ấy, ví dụ như 500.000 nó đồ ngon và ăn được bạn nhỉ. Như chai như cái này của Cường là 150.000, mấy của Hậu 25.000 nhưng của Hậu không đáng ăn được các bạn ạ. Đấy. Của mình không đáng các bạn ạ. 25 điểm mình không đáng. Rồi. Tí mình bốc vào cái 500.000 mình sẽ ăn hết. Rồi. 500.000 chắc được có cua hoàng đế các bạn nhá. Cua hoàng đế thì có giá 500.000. Đấy. Bách làm sao ăn chậm đi. Rồi. Cố gắng lên. Làm một tí này để nó ngấm vào nước các bạn nhá. Để khát khát nước mình uống vào mặn. Đấy các bạn ơi. Mình lúc vòng đầu ăn quả chanh bây giờ ghê cả răng các bạn. Ăn được chúng ghê răng thật. Đấy, anh Hoàng chốt đi hay là em muốn không, cứ bình tĩnh, no gì anh em còn đầy các bạn. Mình no gì đâu, vội gì đâu các bạn nhỉ. Rồi. Rồi còn 4 miếng nữa các bạn. Cường vào cái giò khá to các bạn nhá. 5 năm. Bách xin gái nhá. Ăn hết rồi. Đấy, Hậu đang rất là ngứa ngáy mặt các bạn ạ. Thôi cho Hậu đi rửa được rồi. Rồi, Hậu đi rửa mặt đi. Mấy rửa mặt các bạn nhá. Rồi. Quát đi ạ. Cố lên. Ăn cơm này trắng các bạn. Là ngấy quá. Cố lên. Mình ăn hộ Bách, mình vừa làm hấp nước ăn hộ Bách rồi ạ. Rồi. Vừa hết rồi bạn ơi. Rồi. Cái đồ ăn cướp bụng ấy. Đấy. Ui, lo ăn, ăn mấy vòng lo ăn rồi các bạn. Rồi ăn hộ Bách rồi các bạn, mình phải giữ bụng của mình các bạn. Anh, khoan. Làm miếng. Rồi. Các bạn ơi, mình đã uống hết rồi, bây giờ cái tiền này là tiền của mình các bạn. Đấy, mình đã đút vào túi các bạn nhá. Rồi. 10.000. Ok. Các bạn ơi, toàn mùi tiền. Mình hết rồi. Rồi, Cường hết rồi. Rồi giờ còn mỗi Bách thôi các bạn ạ. 150.000 của mình. Bách cố lên. Rồi khô các bạn. Rồi, cay nhớ của ngon mặt nhỉ. Đúng rồi, mình thì uống nước mình phải ăn thêm của Bách để cho nó đỡ ục quạc bụng các bạn. Cố lên. Bách cố lên. Wow. Rồi.
xong rồi các bạn ơi. Đấy, vòng tiếp theo các bạn nhá. Các bạn ơi, hậu trừ 25 điểm tiếp theo ạ. Cường Bách được bao nhiêu điểm nhỉ? 30. 30. Anh Hoàng được 10. 10. Cường cộng 150 điểm nữa các bạn ạ. Cường đoán thật các bạn. Rồi, sẵn sàng chưa? Vòng thứ tư các bạn nha. Bóc cam đây. Thôi đẹp thật đấy các bạn ạ. Đem đi. Đấy. Bỏ tiền đây. Mình bốc 30.000. Không phải nhiều. Các bạn ơi, có được có 5.000 các bạn ạ. 5.000. Nay bao giờ hòa các bạn ơi. Ui, lại 150 các bạn ơi. 150. Các bạn ơi, mình 250 các bạn. 250. Mình 20 các bạn. 20. Ok, Cường toàn tờ to các bạn ạ. Sẵn sàng chưa? Đến đến 3 mở ra nhá. 1 2 3. Wow. Cái đầu 150 cho nó lạ thế các bạn ơi. 5.000 của mình đều có bim bim các bạn ạ. Các bạn ơi, lần đầu tiên mình thấy một cái quanh mực nó to như vậy các bạn. Nhìn giống con cá chấm đen quá. Trị giá 250.000. Có là mình tôi 20.000 các bạn. 5.000 mình được mấy cái bim bim anh ơi. Anh ơi, anh không cho em gì, anh như em ăn gì. Lấy đôi đũa đây. Bao nhiêu ơi? Cái gì? Cái vòng này em không ăn. Không ăn à? Không ăn à? Các bạn ơi, cái này nhiều phết. Em ơi, của em là trừ 150 điểm đấy. Thôi không sao anh ạ. Các bạn ơi, Cường keng ụp hậu chôn 2 lần rồi. Ra đây không có nào. 2, 3. Không nhìn thấy gì rồi. Thôi 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 thôi. Một lần thôi, một lần thôi. Hậu chôn trên bản này 2 lần. Trời ơi, tôi muốn mắt đi để nhìn thấy đi. Thôi được rồi các bạn. Mình mời các bạn nhá. Rồi, ok. Ui, không nhìn thấy gì các bạn. Wow. Đây, có Bách đây. Em xin. Các bạn nhìn này to đấy các bạn. Đấy, anh Hoàng ăn hết cái quanh này thì sẽ được cộng 250 điểm các bạn nhá. 250 điểm xương đấy nhỉ. Đấy. Nó giống cái tay nghèo ạ. Đấy. Wow, không nhìn gì luôn các bạn. 250 điểm cũng có các bạn nhá. Rồi, có hậu là bim bim ít đi rồi á. Nhìn các bạn ạ. Có ít thôi là mình có nhiều đâu đấy, hết rồi. Wow. Có ai to à bạn nhỉ? Chuối to rồi. Bằng là vui. Đấy, anh Hoàng ăn thế nào? Các bạn ơi, cái này ăn nó vừa vừa mặn mặn mà ăn nó thơm mùi mực các bạn. Rồi. Thế các bạn ơi, Bách ăn thế nào? Mình ra trắng các bạn nhá. Mình dai dai. Dai dai đúng không? Dai dai ạ. Đấy. Mình không bị gần trả lời bó lông mặt mình. Đấy, đấy xong được không? Anh ăn bánh kem nào? Nạ lắm anh ạ. Cay. Nó mát đúng không? Cay. Anh mà ăn hết cái miếng mực kia được tận 250 điểm sướng nhỉ? Thế thắng luôn các bạn ạ. Mực này nó ngon các bạn nhỉ? Đấy chưa chắc các bạn ạ. Nó to à các bạn ạ. Thôi giờ cho em đi rửa mặt nhá. Chưa được à? Chưa được. Mới. Cứ ngồi im đấy. Phải ngồi đến ăn gần xong mới đi vậy. Đấy. Chơi cái gì nó phải công bằng chứ. Đúng rồi. Ngồi im đấy. Các bạn ơi, anh Hoàng các bạn ạ, quay này cũng khá là to các bạn nhá. To bạn, quay này phải rửa cân nhỉ. Rồi, mực nó rất đắt các bạn nhá. Đây, Cường có cả quanh cơm cháy các bạn chưa? To bự này. Các bạn cơm cháy gặp phải mực mình không ăn được ạ. Khô. Cố lên. Ui, bạn em nhìn ngon thế. Đấy các bạn ơi, cứ tưởng lúc đầu là Cường thắng các bạn nhưng mà tí là Cường bị trừ 150 điểm, chưa chắc là thắng các bạn nhá. Tay đỏ đen đúng không ạ? Đấy. Bốc vào đồ to à, tiền to à thì cũng phải ăn to à các bạn ạ. Cố lên. Đấy. Mình ăn hết cái bim này có 5 điểm các bạn. Đấy, họ bất âm đó. Họ thao cơ. Rồi, không sao. Cố lên. Bách mùi mì của Bách thơm hả các bạn? Thì riêng cay thơm, ngon à. Nhưng mà phải là cái mực này ăn thì thơm nhưng mà khi mình ngửi này nó mùi danh chanh mà. Các bạn ơi mình hết nhá. Rồi. Hậu hết rồi các bạn nhá. À, hậu hết rồi mình đi rửa mặt các bạn nhá. Đúng rồi. Dế lúc ấy nhá, chưa cả hết rồi nó đi rửa rồi. Đấy là đồ ăn chậm đấy. 5.000 đồng các bạn ơi. Rồi của Hậu đấy. Wow. Cái mang em được bóc bóc rồi kìa. Ăn tất, ăn bóc. Các bạn ơi, con mực đây chả bỏ cái gì các bạn ạ. Bỏ mỗi cái ruột bên trong rồi các bạn nhá. Đúng rồi. Không có ruột. Bỏ đi ăn kem. Bỏ đi ăn kem. Sao con mực này to thế các bạn nhỉ? Đấy. Mình chưa nhìn bao giờ cái quanh mực nó to này các bạn. Đấy, đấy là mực đại dương. Bạch ngon đấy nhỉ. Bạch ngon.
Đây là mực, mực mực đại dương nó to, nếu mà mực đại ca chắc nó to lắm các bạn nhỉ. Trong đó ấy là một mì ngon. Mực bách lần nhừng nhớ thắng ấy các bạn ạ. Đấy, chính là cái đầu đều, cái đầu đều 5-60 điểm ấy, rất chi là ngon các bạn. Mong nào thắng ăn các bạn ạ. Bách lần nhừng lại thắng rồi. Cố lên. Thua anh Hoàng. Đấy. Mình chưa biết có thể ăn được hết không các bạn. Hậu cũng đen các bạn ạ. Mày đen thật sự luôn. Hộp 2 cái lần bánh kem bạn nhá. Mà hai lần đấy thì cũng được ít điểm các bạn ạ. Rồi. Ít điểm trừ nó còn đỡ. 150 điểm trừ thì nó mới nhiều. Thì cường trừ là sao ruột. Hậu 1 lần 25 lần bao nhiêu? 50. 50. Vẫn nhẹ mới là 75 điểm vậy. Mới bằng nửa cường. Rồi. Được cường mới có dương 101 ạ. Ok rồi. Em ấy rồi. Anh à, ơi, sao? Em ăn hết rồi, em lấy lại tiền nhá. Rồi, được 20.000 các bạn nhá. Ấy, đây là tiền của bạn. Cường hay sao? To à. Kéo cầm nhầm. Ăn đâu rồi? Rút tiền ra, rút tiền ra. Ok, 20.000 của Bách. Thế Cường còn phải giá 250.000 kia rồi nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ lấy lại 550.000 của Cường. Không ăn thì làm sao rồi lấy tiền được của mình các bạn ạ? Thế? Không ăn thì tiền mà có cái gì các bạn ạ? Có gì? Cái gì? Bị Bách nói giọng mình cảm giác có nhớ nhớ gì các bạn. Ok, yeah. Anh Hoàng yeah. Các bạn nha. Yeah. Bây giờ bấm lấy tiền đây nha các bạn nhá. Rồi. Cái phết các bạn nhỉ. Rồi. Các bạn ơi, cộng cho Hậu các bạn ạ. 5 điểm. 5 điểm. Hậu vẫn không các bạn nhá. Bách cộng 20 điểm. 20. Anh Hoàng cộng thêm 250. Cường mất. Cường trừ luôn. 150. Ok. Vòng tiếp theo, xa chưa? Yeah. Đấy, vòng tiếp theo các bạn nha. Người chơi chúng ta căng quá các bạn ạ. Run phép các bạn ạ. Run phép các bạn ơi. Nhanh lên. Chôn hy vọng không thực sự luôn anh em ạ. Ôi chết. Mình cũng bốc mới có ghi nhận đỏ các bạn. Nào. Về mo rồi. Cái gì về mo? Các bạn ơi, 25.000 các bạn. 25.000. Quên được tiền lắm các bạn ạ. 100 cơ mà. 100.000. Rồi. Các bạn mình 150.000 các bạn. 150.000. 150.000 các bạn ơi. 150.000. Ok. Rồi, đến ba mở ra nhá. 1 2 3. Hộp kem siêu to các bạn. Đấy. Mình chơi toàn vòng to thì các bạn ạ. Đấy, xúc xích. Cho em 5.000 đi đồ quán này. Đấy, bước đá như thế nào đó. Chuyên mực cái thìa gái. Đấy. Đây thìa đây. Tôi xin. Kem này hàng ngon nhờ. Đấy. Nếu không sao các bạn, kem này xốp nó không được đến nỗi là ấy đâu các bạn. Rồi. Của Cường là cái xúc xích khổng lồ các bạn ạ. Các bạn ơi, chắc là mình cũng ăn chịu ăn bánh kem này các bạn. Cái gì? Lại ăn kem á? Đồ à, lộ quá. Rất nhanh các bạn ạ. Ây da các bạn ơi. Ăn kem đi. Quyết định chưa? Quyết định chưa? Quyết định chưa? Anh ơi, không ăn được nữa các bạn. Như này thì cơ mà. Cái này không ăn được anh ạ. Nào, quay cả nhá. Chết rồi các bạn ơi. Lấy rồi nó rồi đó hả? Ê, cái gì mà đánh trên bản các bạn ơi. Thế là đập các bạn ơi. Chết các bạn ơi. Lúc mình đánh nhẹ. Ui. Bái mà nhẹ. Chơi mà chơi hết mình. Nhìn mũi giống chú bác giới luôn này. Rồi. Nhìn mũi giống chú bác giới ạ. Ok, thôi rồi. Mình dính ở mũi ít ở mặt các bạn ạ. Điểm cao xong về về mò hết rồi nhá. Đấy, Hậu mà không mua bánh kem này phải ăn quả búp đắng đấy. Mình người lần đầu tiên ăn thử búp đắng sống các bạn nhá. Xong Hậu ăn búp đắng rồi nhá. Cá bạn ơi, lạnh như lùa các bạn ạ. Ui. Wow. Đắng à? Đắng. Cố lên. Dính cả tóc sao các bạn ạ. Thôi mình cố gắng ăn các bạn, không ủ kem hơi nhiều các bạn. Rồi. Hậu cố gắng ăn đúng không? Ui, ra cái áo luôn các bạn ạ. Đấy. Bạn Hậu này ụp chán thật đấy. Đắng đắng tí nhưng mà ngon. Rồi. Cố lên. Các bạn ơi, kem mới ăn cơm ma các bạn. Chúng mà hơi buôn răng các bạn nhá. Rồi. À. Ngon bọt. Buôn răng các bạn. Cố lên. Đấy, Cường cứ loay hoái cái gì đây? Không biết kem áo đi. Tí nữa lau. Nó bán nó ngon. Hòa các bạn ạ.
Đấy. Hậu cho quả cường hơi mạnh như vậy nhờ. Cường úp hậu hai cái, hậu úp lại hai cái bạn nhá. Đánh nhập cùng nhau. Rồi. Đấy, bánh ăn bánh bông lan thế nào? Ngon đấy ạ. Anh cái này, anh dính được nó anh ngang ngang. Cộng thêm ít. Hình như ở trong này có mayonnaise này. Cái gì ấy nhỉ? Cái gì? Anh hỏi cái gì nhỉ? Hôm mai. Ok. Hôm mai các bạn ạ. Được rồi. Anh hỏi là anh thuốc. Bông. Các bạn của mình thơm ngay đậu xanh các bạn nhá. Ăn nó mát mà nó kiểu ngọt dịu dịu các bạn nhỉ. Nó không bị nhợ. Rồi. Thời tiết nóng lực này á, ăn hộp kem này tuyệt vời luôn. Mà hơi nhiều rồi các bạn ạ. Chắc là mát rồi. Mát, mát rượi luôn. Hậu thôn được có 5 điểm bạc ăn hết quả mướp đắng các bạn ạ. Không ăn được thì ăn bánh kem. Ai mà ăn được mướp đắng thì nó vẫn ngon. Đấy, hậu chôn thì cũng ăn được các bạn ạ. Rất ngon miệng các bạn ạ. Chỉ hơi đắng đắng chút thôi. Ừ. Đúng rồi. Sắn kem ra rằm rằm cho nó mềm các bạn. Kem vừa để thử ra cứng. Nhai nó bị buốt rang nên mình phải rằm ra cho mềm các bạn nhá. Anh Hoàng không ăn được thì úp vào mặt. Úp bánh kem nha. Các bạn ơi, hộp kem đối với mình nó đơn giản các bạn ạ. Rồi. Thời tiết này ăn kem quá hợp lý luôn. Còn rất nhiều các bạn ạ. Nghe dính bẩn thật các bạn ạ. Nghe họ chung ăn xong cái này mình đã đi rửa mặt rồi. Ủa không phải ăn được cừu không? Ăn được cừu rồi. Ôi, nhỏ hay rồi. Tối lên. Ăn chậm rồi. Rồi. Không, cái thời gian này mình đi thôi mà. Chứ là đấy. Hết thế. Thế nhá, Cường giờ đi ra lắng là không bị bắt lắng đâu ạ. Đúng rồi. Có lớp kem bảo vệ rồi. Kem đâu lắng rồi nhá. Kem đâu lắng. Được xuất bản từ Hưng Nguyên lớp. Cố lên. Mát thật các bạn. Bú bánh hộp kem này tính người luôn. Ra lắng được. Họ cho đồng ý nữa rồi, cho đồng ăn nữa các bạn. Đại. Là đại đội kia ăn gần xong thì ăn các bạn nhá. Không, mình phát đi rửa mặt mà bạn. Không. Nếu mà một người dạy thì ra đi. Ủa làm gì mà nó anh không người ăn xong mới được. Đi rồi. Các anh ăn vòng trước có ra xong không? Trước nhưng mà cũng là gần xong. Lấy đâu ra thế. Lên gần xong à. Cố lên. Mình cứ ngồi không ạ. Chắc mình đi rửa cho rồi các bạn nhá. Mới úp đâu mà rồi rửa mà. Ai cứ thế bạn các bạn nhỉ. Chờ một chút nữa các bạn ạ. Làm gì vòng nào trên 5 phút đâu các bạn nhỉ. Bây giờ cứ về cho Hưng với lớp đi các bạn nhỉ. Rồi, chờ một xíu. Hưng bảo đi. Bao giờ Hưng bảo đi đi các bạn. Đúng rồi. Cái này là do đấy các bạn ạ. Thời gian xếp xếp nhau bạn nhá. Cố lên. À. Các bạn nhá, mình đi rửa các bạn nhá, không nó bám ra áo mà. Rồi. Cố. Hậu xong các bạn nhá. 5 điểm. Rồi. Tiền sẽ thuộc về Hậu các bạn nhá. Đấy, mình phải dằm cho nó mềm không ạ? Tại vì nó cứng các bạn nhé. Cái này kiểu như là để tủ nó cho chế độ lạnh nhiều ạ. Các bạn ơi, mình miếng cuối nhá các bạn nhá. Rồi, anh Hoàng miếng cuối nhá. Cuối hết rồi bạn nhá. Quá ngon. Chơi lại cùng mình rồi. Ok. Các bạn ơi, Hậu cộng 5 điểm các bạn này. Bất âm. Mách cộng với bao nhiêu nhỉ? 50 anh ạ. Ai già. Anh Hoàng cộng 150. 150. Anh Hoàng 400. Gường 41 điểm. 150 đó à? 100. Ui dồi ôi. 10 điểm các bạn ạ. Được chán được bao nhiêu mà trừ rất nhiều. Lúc đầu tưởng Cường chán cơ các bạn ạ. À. Ok, còn 2 trận nữa cơ mà các bạn ạ. À. Biết đâu lại trừ đi 500 điểm nữa thì sao các bạn nhỉ? Sàng chưa? Sàng. Vòng tiếp theo các bạn nhá. Nào, bốc thăm đi. Các bạn ơi, mình từ đầu ra và bốc cuối là mình lại may mắn. 3.000. Mình gần 4.000. 5.000. Có tiền lẻ không ạ? Của họ mới gì đấy? Có 3.000 anh. 3.000. Rồi. 50.000 các bạn nhá. 50.000. Các bạn 15.000 các bạn. 15.000. 30.000 các bạn ạ. 30.000.
Ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đến đây ba nha. 1, 2, 3. Các bạn ơi, mi to 15.000. Quả dừa hả? 50.000. 3 điểm này các bạn này, cái đậu khô các bạn nha. Các bạn ơi, thời tiết giờ này ăn mít vào thì nóng phải biết luôn. Bao giờ giàu rồi các bạn nhỉ? Yeah, các bạn nhìn thấy bé bông ngon này. Yeah, nó phải to ngon. Nó mít này. Không ăn được gì đấy. Chịu thua. Ăn được gì ạ? Ăn bánh kem. Còn lâu nhá. Ai anh chửi em bánh kem rồi. Nhưng mà hướng cái mít này có phải ăn cả vỏ không? Phải. Ăn được vỏ thì ăn. Hột. Hột thì nuốt luôn. Ai hại lừa chứ bạn nhỉ? Rớt, anh rớt, rớt bỏ. Đấy mà đi luộc cho mình là mình cũng ăn các bạn nhá. Đấy, nào ăn nó khô nào. Khô quá mẹ. Ăn nó khô, khô quá. Đây anh lên bổ ra mày. Ra đây. Nó làm bằng từ bằng đậu xương các bạn, đậu xanh á. Rồi, mình quả mít này. Còn Bách là sao đây? Rồi, mình ăn các bạn nhá, mình phải quạt đi các bạn. Đất em ơi. Như nào đấy Bách, ăn bánh nào? Bánh ăn ui, rớt, ngọt vị trà chay anh ạ. Các bạn, mít của mình ăn thì thêm mùi mít các bạn nhá. Ngọt lắm. Nó ngọt các bạn. Ui, bánh của Bách đầy đầy sữa, đầy kem. Đầy kem các bạn ạ. Không cần được các bạn. Mình sẵn nha các bạn nhá. Cầm lên là rơi ra hết. Đấy. Đã tỏi lắm. Ờ, đây giờ mình về hàng các bạn nhá. Rồi, dừa của Cường. Dừa Cường ngon để mát. Đấy, Bách có ăn được không? Em có ạ. Không ăn được nữa thì chị úp bánh kem nhá. Và trừ đi số điểm của mình. Thế nhà Cường là ngon, nước uống. Anh xin hớp Cường ơi. Anh xin hớp ấy, ăn nó khô khô quá. Rồi. Ngon thật, dừa thơm các bạn ạ. Bạn ơi, bạn ơi, cầm chùi, chùi của nó. Sao được dừa, cùi ăn sao được. Dương cho anh lấy chùi. Ba ơi à? Hết các bạn nhá. Wow, hậu tôm của 3.000. Má thật. Ba giàu hả các bạn ạ? Còn ngày mấy nghìn? 3.000. Ôi giời. Còn mình được 50.000 các bạn nhá. Rồi. Thế hậu phải nhân lên 100 lần mới được 300 điểm. Đây cũng đỏ đen các bạn, hôm nay mình cũng đỏ ấy. Và cái mít này cái sơ này ở mình gọi là sơ này sơ cái các bạn. Ăn sơ đấy đúng không ạ? Ăn sơ ngon hơn ăn muối luôn. Có ăn muối mít này bạn ơi. Cho xin muối. Thì mít kèm quá bạn. Có xin muối mít các bạn. Lòng lắm. Anh em ạ, cứ ăn mình cho các bạn nhá. Các bạn thấy. Thối thì thôi anh ạ. Thối rồi các bạn, cho lại thối các bạn nhá. Ok, cho lại thối các bạn ạ. Về bánh ngon thế nhỉ. Bánh nhỉ. Bánh có ăn hết rồi, tí cũng phải đứng ăn các bạn ạ. Cô chịu thua đi. Bánh à, các bạn ơi. Bánh với Cường hôm nay là chắc chắn là bằng hậu chôn hết các bạn ạ. Hậu chôn này là tuy bị không được điểm nào nhưng mà các bạn ơi, không nói nhiều. 15.000 này lại thua về mình các bạn. Rồi. Túi. Đấy, cứ được bao nhiêu tiền là đút vào túi. Khả năng anh Hoàng ấy thắng thật rồi các bạn. Chắc chắn luôn các bạn. Giờ mình chỉ bốc vào 500.000 biến thành ra các bạn. Đấy. Nếu tính điểm bên kia hôm nay anh Hoàng sẽ được 400 điểm rồi. 425. Đấy, được 500.000 rồi. 425. Dạ, 450. 456 rồi. 456. 456 điểm các bạn. Quá nhiều. Hậu được 40 điểm nhỉ? Em vẫn không. Các bạn hậu không bằng cái số lẻ của mình các bạn. Số này đen thật sự luôn ạ. Bốc vào toàn 3.000 với 5.000 các bạn có bao giờ gỡ được. Rồi, trận chiến ngày nay cũng là may rủi các bạn ạ. May mắn thôi. Nhưng mà đã tham gia trò chơi được hết 7 vòng các bạn nhá. Mình mà cộng điểm vào nhiều hết các bạn. Đúng rồi. 300, 500, 500.000. Ây à, Bách khỏe đấy. 100 này là may mắn. Rồi. Rồi, Bách cố gắng để không ăn hết ăn bánh kem vào mặt các bạn ạ. Wow, ok. Bánh mặn mạnh thật các bạn. Vòng tiếp theo các bạn nhá. Yeah. Các bạn ơi, Hậu cộng được 3 điểm nữa các bạn nhá. Dạ, dạ. Bách cộng số 3, coi số 0 rồi đấy. 30 anh ạ. Đây à, Bách nhiều hết đây nhỉ. Anh Hoàng cộng bao nhiêu nhỉ? 15. Mình cộng 50 các bạn nhá.
Cường mạnh đấy. 60 điểm rồi. Rồi. Điểm cao phết các bạn ạ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vòng cuối cùng các bạn ạ. Đấy, cơ hội cuối cùng cho người chơi chúng ta. May mắn được 500 nghìn các bạn nhá. Chết rồi. Chết rồi, 20 nghìn rồi. Bao nhiêu? 5 nghìn. 5 nghìn. Rồi. Cái gì? 5 nghìn. Các bạn mình 30 nghìn các bạn nhá. Nói không nhầm, mình có 20 nghìn. 20 nghìn thôi nhá. 10 nghìn. Ok. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1 2 3 Đấy. Một kèo to phê các bạn. 20 nghìn quả dưa hấu các bạn nhá. Xem con dao nhỉ. Dao ấy. Đấy, chặt đi đâu đây. Không bao giờ giàu được các bạn. 5 nghìn bạc, loan nước. 10 nghìn quả ổi này. Đánh ra hậu trôn không thắng được các bạn ạ, vẫn thua. Rồi. Ai anh ơi, dao đây. Anh Dương ơi. Ơi. Em anh kem hơn ạ. Còn hơn quả dưa là anh ạ. Rồi, ok. Anh kem ạ. Anh kem. Anh Hoàng, anh Hoàng. Đấy các bạn ơi, Bách cũng chiến thuật các bạn ạ. Bách cận nào, hắn ơi, quả này thì cũng không thể thắng rồi. Cận nào. Ôi, ngoảnh ngoảnh ngang này. Rồi. Cường ngồi đây. Nào. Ngồi. Nào. 1, 2, 3. Wow. Ok. Các bạn ơi. Ngồi vào đi, ngồi vào đi. Bán sạn mình đứng tận này còn bán. Các bạn ơi. Wow. Bán hết cả tay không ạ? Rồi. Anh là còn ăn hậu trôn em ạ. Hậu trôn này vẫn là bình thường các bạn nhỉ. Các bạn ơi, vào đi. Chơi thế nó mới hay các bạn nhỉ. Rồi. Mới vui. Bách có thấy đau không? Đau nữa. Mát anh ạ. Mát mà các bạn. Mình úp đi bạn nhá. Mình úp có kiểu mà. Chứ không phải úp và đau rồi gây đau mũi. Các bạn ơi, lưỡi của mình cứ nhặt xoạch các bạn ạ. Lưỡi biết nó gì. 5 nghìn. 5 nghìn thế thôi. Nhặt vai ăn nó soda nhá. Dạ. Soda đấy thôi. Rồi. Nhặt á. Cố lên. Đấy. Bách trông như như mà vừa quá. Anh ăn kẹo thế nào? Kẹo ăn tô lại vị cam vợ. Nó ngọt. Nó có tô vừa bạn nhá. Rồi. Ăn được ngon. Bách ăn kẹo thế nào? Có thở. Anh ăn một áo mũi có thở rồi. Bẹp mũi ra. Bẹp mũi ra. 2 lần cơ các bạn nhá. 2 lần rồi. Đấy. Bách mới 1 lần bằng gì các bạn ạ? Ok, họ uống nước thế nào? Nhặt đó mày ạ, nước này nó có ga nhặt tuệch ra. Cường. Cháo tí đường vào. Ngon anh ạ. Ôi sao mày không ngon. Đấy. Cường ăn bánh kem thì họ cho miếng. Ôi. Ăn bánh kem. Ôi bánh kem. À, bỏ cuộc đi. Lâu ra. Úp quán nữa các bạn nhỉ. Cường bảo ơi, ngon phép quá. Bách hôn Cường ngay. Hôn Cường ngay. Hôn Bách quá, nhưng mà chơi thì chịu không ạ. Cố lên. Họ biết Cường khôn biết các bạn. Hóm biết chạy ra chỗ khác không bán được người các bạn. Vẫn bán tới rồi. Bách giống như Hoa Vương hả các bạn. Nếu mà Bách mở tầm này gặp tôi không cho cái gậy các bạn. Đừng yêu quái. Các bạn ơi, hết rồi nhá. Rồi. 5.000 đấy thuộc vào. Vẫn thua cuộc anh em ạ, chán. Tính cho mình lên. Đi rửa chưa? Rồi, ok, Bách đi rửa đi. Rồi, Bách đi rửa. Đi vòng được chưa? Đi vòng được chưa? Vòng lên đấy rồi. Có ai vướng ghế rồi. Rất đẹp bao mà. Các bạn ơi, Bách đã trở lại các bạn nhá. Các bạn nhìn cổ này. Ôi, thế rồi. Mang kiếm và ư rửa các bạn. Tuyệt vời. Mèo. Chả lưu cơ. Chả lưu cơ. Ê, chơi chịu ai muốn không? Mình hết rồi các bạn. Rồi, anh bằng hết. Yeah. Rồi, Cường vẫn quyết định không ăn bánh kem các bạn ạ. Đấy, yeah. Rồi, bây giờ mình tính điểm sẽ ăn là người chiến thắng các bạn nha. Yeah. Rồi, vòng thứ 7 các bạn ạ. Hậu cộng bao nhiêu điểm nhỉ? 50. 50 bằng bao nhiêu đây? Âm 10 bằng âm 17 điểm các bạn ạ. Hậu thi bằng mấy vòng vẫn âm cơ ạ.
Đấy các bạn ơi. Rồi, có bách vòng tiếp theo là trừ 20. Đấy, 130,5, 50 này, 70 này, 120 này, 150,5 này. Trừ đi 2 là trừ 20 là còn bằng 130,5 các bạn nhá. Đấy. Của anh Hoàng cộng bao nhiêu điểm nhỉ? 20 điểm. Cộng 30. Vòng tiếp theo các bạn ạ. 1 2 3 4 5 6 7. 470. Bao nhiêu nhỉ? 150 là 486. Wow! Các bạn đi anh Hoàng điểm cao không? Có cương cái vòng cuối là bao nhiêu nhỉ? 10 anh ạ. 70 điểm. Trừ đi các bạn ạ. Thế là còn 70 các bạn ơi. Hậu là người điểm thấp nhất các bạn ạ. Anh Hoàng hôm nay là người chiến thắng. Yeah. Rồi các bạn ơi, hôm nay thử thách đồ ăn nhau mà giá tiền. Các bạn thấy bọn mình hôm nay làm clip hay không? Quá hay luôn các bạn ạ. Hôm nay anh Hoàng là người chiến thắng các bạn nha. Yeah. Các bạn hôm nay mình may mắn các bạn ạ. Đấy, thực sự luôn, hậu đẹp nhất. Ăn nhiều mà các bạn ơi. Trận chiến ngày hôm nay thì cũng là may rủi các bạn ạ. Đấy, bởi vì là nếu bốc vào đồ mệnh giá tiền to thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng nhiều hơn các bạn nhá. Ok. Đấy, thôi. Hôm nay Đen thì chúng ta sẽ phải ra đứng lắng với chân đất các bạn nhá. Đấy, ngoài trời các bạn ạ. Đấy, đưa đây. Bật đi. Rồi. Bật ra ấy. Từ từ đáng. Bỏ mắt anh em ạ. Đấy các bạn ơi. Đất của mình trời rất là lắng các bạn ạ. Đấy, đang bị tầm 3 rồi. Này không có máy đo nhiệt độ nhỉ? Hát dưới xem bao nhiêu độ. Đấy nha mình các bạn ơi, mới bắt đầu bấm giờ nhá. Rồi anh em chạy bắt đầu. Bạch ra đi. Bỏng lắm anh em ạ. Đấy bạch đứng bên kia. Đứng một chỗ thôi. Đứng bên không bỏng. Càng nhất, càng đứng nhất nhiều chỗ thì nó lại càng bỏng. Đấy. Đến lúc làm nguội được chỗ mình thì lại đi chạy ra chỗ khác. Đúng rồi. Đấy các bạn ơi, có bỏng không? Bỏng lắm. Rồi. Chân rồi các bạn ạ. Được rồi các bạn ơi. Đánh chân. Đấy. Yeah. Rồi các bạn ơi. Đấy. Hôm nay hình phạt hơi bị lạ các bạn ạ. Đứng ở ngoài sân chỗ lắng kia nó hơi bỏng chân đấy bạn nhá. Cũng khổ nhỉ. Đấy, cũng khổ các bạn nhá. Rồi. Nói các bạn thấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ cùng mình nhá. Còn bây giờ xin chào mọi người trong clip tiếp theo. Xin chào.